Xin chào tất cả anh em. Tôi vừa mới mang cái cây lan của tôi từ trong phòng khách ra ngoài đây, để tôi trả lại vị trí của nó để nó còn tiếp tục quang hợp mà phát triển nữa. Suốt 10 ngày Tết rồi tôi bỏ trong phòng khách đó. Thì anh em chắc cũng không lạ gì cái loại lan này. Tôi xin giới thiệu cho những người mà chưa biết đó. Để tôi dựa vào cái trụ này đó nha. Rồi, giới thiệu cho những người chưa biết, đây là cây lan nghinh xuân. Nghinh xuân có thể hiểu nôm na là đón Tết. Có nơi người ta gọi là nghinh xuân thì cũng là một, hoặc là có nơi gọi là đai trâu. Thằng này là hàng rừng tự nhiên. Cái này tôi đi rừng tôi hái được mang về trồng. Tất nhiên thì cái thằng này thì bà con lưới nha, nó là loại cây rễ gió. Đó, những cái nó có cái bộ rễ rất là to đây nè. Những cọng rễ rất là to, phát triển rất là dài ha. Này chắc nửa mét rồi đấy. Đây này, một gan tay là 20 nha. 2 nè, 4 nè, 6 nè, đấy, hơn 3 gan. Đai trâu thì nó đặc biệt là lá nó có những cái vân sọc nè. Mọi người thấy không? Lá nó có những cái đường chỉ trắng sọc sọc và nó dày, lá dày cứng. Nó không có rũ, không có rũ như là cái thằng giáng hương. Đấy, lá nó đứng rất là cứng. Năm nay thì tôi chăm cái cũng may là đúng ngày 30 Tết. Đúng là nghinh xuân luôn, đúng ngày 30 Tết là ba cái chùm hoa này đều bung nụ, đồng loạt bung nụ. Và ba ngày Tết thì có ba cái giò hoa này thì nó ba cái nhành hoa này rất là thơm. Rất là khoái luôn. Cho nên là năm nào tôi cũng cố gắng tôi chăm đúng được một chậu để bỏ trong phòng khách thôi. Trồng thì rất là đơn giản. Đây là tôi kiếm một cái miếng, khi là mà lấy cái cây này ở rừng về á, thì nó cục ngủn thôi. Nó chỉ có đến đây thôi nè. Đấy, nó cục ngủn, nó chưa ra những cái rễ này đâu. Đầu về mình tôi lấy một cọng kẽm đây nè. Đấy, lấy cọng kẽm. Tôi áp nó vào trong một cái thân cây này. Cái này là một cái miếng gỗ tôi nhặt được. Đây là miếng gỗ chắc. Thì nó vẫn, cây nó vẫn bám rễ tốt này, nó bám chặt nút này. Tự nó bám ấy. Đây, nó bám này. Chứ còn anh em không gỗ chắc thì gỗ gì cũng được, chả quan trọng. Nhưng mà gỗ mà nó càng lõi, nó càng chắc thì tốt. Chứ bám mà mấy cây gỗ nhãn, gỗ vú sữa nó bục thời gian nó mục cái lớp bên ngoài đi thì nó lại lỏng cây, nó lại rụng cây. Đấy. Bây giờ hiện tại là ba cái. Tôi thích nhất cái chỗ cái hoa này là chỗ sao? Cái mùi nó rất là thơm. Thì phía dưới này có một cái cây con này. Đây, nó vẫn đang tiếp tục con một cái chùi hoa chưa ra nè. Rễ thì nó đã bám nè, bà con thấy không? Cây chắc hay là cây hương hay gì nhỉ? Rễ nó vẫn cứ bám tốt rồi nè. Tôi chăm cái thằng này cả năm, quanh năm suốt tháng, có tưới bao giờ tưới đâu. Nó tự nó tổng hợp đạm trong không khí, tự nó hút hơi sương, hơi ẩm trong không khí từ những cái rễ nè. Cái rễ đây nó tổng hợp đạm và nó hút hơi nước. Chứ còn đối với cái loại rễ gió này mà có xịt nước mà tưới thì nó cũng trôi hết nước cái rễ. Có cái gì giữ lại đâu, không có giá thể giữ lại mà. Không có cái loại giá thể giữ ẩm giữ lại. Đấy, cho nên đối với mỗi một loại lan thì mình có cách chăm sóc khác nhau. Bây giờ nếu mà tôi, mặc dù là ba cái cây hoa này rất là đẹp, nhưng mà sau khi chơi xong Tết á, thì bắt buộc tôi phải bỏ nó đi thôi. Tại vì sao? Nếu mà tôi để càng lâu thì nó càng mất sức. Cây nó càng mất sức á. Nó hút hết dinh dưỡng và cái nước ở trong cái lá này, là cái lá nó bị lụi. Tôi bẻ hết. Mọi người đừng có tiếc nha. Chơi thì cũng được nhưng mà tôi xác định là chơi Tết cho nên là chơi xong thì tôi cũng phải bỏ thôi. Để mình chăm cái cây mùa sau, hẹn mùa sau. Mọi người thấy không? Cái cây này cũng rất là tươi, rất đẹp nhưng mà cũng tôi xác định bỏ là vẫn phải bỏ. Này cho đống cái này vô tặng bà này, đi vô tặng bà, đi vô tặng bà đi, vô tặng ý, thơm lắm, con ngửi thử coi. Thơm rồi, đi vô thơm lắm. Thằng nhóc của tôi đấy. Có lẽ thằng này tôi chắc qua Tết rồi tôi không ấy nữa, thôi. Tôi cũng cho đi luôn cho rồi. Tại vì qua Tết rồi mà mình chơi những cái này nữa. Thấy không? Ừ.
Tôi thì thật ra tôi mới chỉ chơi lan thôi chứ tôi chưa kinh doanh lan. Này chia sẻ một số kinh nghiệm với anh em, mình cùng chơi lan mình chia sẻ với nhau. Bây giờ tôi treo cây này lên đây nè, tôi làm một cái móc của nó nè, tôi treo lên lại cho cây nó phát triển. Lên nào. Đấy. Lên lại nha. Rồi, bye bye anh em, tạm biệt.